Em vừa về một chiếc sedan cỡ C đây. Trong tầm giá dưới 200 là các bác đã sở hữu em nó rồi. Đây, form dáng thiết kế bên ngoài nhìn cực kỳ đẹp luôn. Có phanh đĩa ABS 4 bánh này, la răng đúc này, màn hình Android cam lùi, cảnh báo va chạm. Đây, một dòng xe Nhật nhá. Đây, thương hiệu Honda này. Thiết kế nội thất của em nó đây. Bô răng củ số theo xe. Phanh tay này, hộp tì tay này. Nội thất màu kem rất là sáng sạch nhá. Trần cũng vậy. Gương kính điện này, cột kèo nguyên bản 100% các nhá, cột kèo nguyên bản 100%. Đây, khung gầm sàn này cực kỳ sáng luôn mọi người nhá. Một mẫu sedan cỡ C nên là thiết kế nội thất ở phần hàng ghế thứ hai cho các bác ngồi thì rất là thoải mái đây. Một dòng xe Nhật rất là bền bỉ cho các bác đây. Sở hữu chiếc xe này thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhá. Chi phí rửa chữa cũng vậy, những dòng xe Nhật thì các bác biết rồi, luôn luôn rất là chất lượng. Hướng đến kinh tế của người tiêu dùng đây. Các bác quan sát phần thiết kế bên ngoài này, thiết kế phần đằng sau xe cực kỳ là khỏe luôn nhé. Cụm đèn hậu được thiết kế cụm đôi rất là đẹp này. Có cảnh báo va chạm nhé. Màn hình cam lùi đầy đủ đây. Đây, sơn xi sạch đẹp. Một chiếc xe phiên bản AT máy 1.8 nên là vận hành cực kỳ khỏe luôn các bác nhé. Nhưng mà xe Nhật thì các bác yên tâm là về tính kinh tế rồi. Độ xăng cộ thì cứ rất là hợp lý thôi. Xăng cộ loanh quanh 7-8 lít. Đây. Và xe còn khá là sạch đẹp và khá là cứng luôn mọi người nhá. Trong tầm giá 185 triệu đồng là các bác đã sở hữu được chiếc Honda Civic phiên bản AT máy 1.8 sản xuất 2006 cả nhà nhá. 2006. Đây, chiếc xe thì cam kết cho cả nhà là cột kèo nguyên bản nhá, keo chỉ zin đến 95%. Đây. Nội thất này. Màn hình Android cỡ lớn này. Keo dỉ các cánh này, mất một tí phần cabo thôi, còn lại cánh cốp là zin hết mọi người nhé, cánh cốp là zin hết nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Bây giờ em sẽ cho mọi người tham khảo về phần khoang máy này để cả nhà có thể hiểu rõ hơn được về chất xe nhé. Đời 2006 bên em đang chào bán 185 triệu đồng, có bao phí rút hồ sơ cho mọi người. Đấy, các bác quan tâm thì cứ alo theo số hotline 0354152 888 để được bên em tư vấn và hỗ trợ cho các bác. Phần đầu xe thì được thiết kế mặt ca lăng mạ chrome, hình cánh nhén này, đầu xe này đấy, cũng rất là sắc nét, rất là khỏe luôn mọi người nhá. Đây, và phần khoang động cơ của em nó đây các bác nhá. Phần khoang động cơ của em nó này, đây các bác có thể quan sát nhé. Da máy này khá đẹp luôn, và chiếc xe cam kết là không có dịch vụ nhé, cam kết không dịch vụ, máy ngon. 185 triệu đồng. Đây, cho mẫu xe Honda Civic 2006 phiên bản AT máy 1.8 nhé. Đấy, mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho bên em nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều.